Làn nhạc Việt 2023 liên tục xuất hiện các show diễn lớn và loạt album ấn tượng được ra đời. Đây cũng là một năm bùng nổ show diễn của nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam. Không ít phim rạp Việt đạt doanh thu 100 tỷ trong năm 2023. Chương trình giải trí truyền hình năm 2023 thì sao cũng nhiều vô số kể và nhận về tín hiệu tốt. 2023 cũng là năm nở rộ các màn cầu hôn và đám cưới của sao Việt. Không biết vì trùng hợp hay sao mà 2023 được cho là một năm các ca sĩ Việt dồn toàn bộ tâm sức để thực hiện những đêm nhạc cá nhân. Trong đó thì nổi bật phải kể đến live show của Đen, show của Đen 2 tổ chức vào ngày 25 tháng 8, hút hơn 10.000 khán giả. Hay như live concert 1589 của Trung Quân cũng nhanh chóng hết vé ngay khi vừa mở bán. Với hai đêm diễn tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nam ca sĩ gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát nội lực, liên tục biến hóa trên sân khấu. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, thì live show My Show 1981 của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại Quảng Ninh. Tất nhiên, cảm xúc của nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi bồi hồi, thổn thức khi được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn từ idol của mình. Chơi lớn tổ chức hẳn concert đầu tiên trong sự nghiệp, mặc dù nhận về nhiều tranh cãi bởi phát ngôn ở họp báo, song không thể phủ nhận sự đầu tư của Hoàng Thùy Linh cho sự kiện trọng đại này. 2023 không chỉ là một năm nở rộ các show diễn của nghệ sĩ Việt, mà khán giả còn được chào đón làn sóng nghệ sĩ ngoại đổ bộ vào Việt Nam. Tháng 7, các fan K-pop đã có màn chào đón nồng nhiệt nhóm nhạc tầm cỡ thế giới Blackpink đến Hà Nội. Đây là một trong những show mang lại doanh thu cao nhất cho tour diễn thế giới của Blackpink khi hai đêm concert diễn thành công với 67.000 khán giả, thu hơn 13,6 triệu đô la Mỹ. Nối tiếp Blackpink, nhóm nhạc huyền thoại Westlife trở lại Việt Nam sau 12 năm, dự kiến khuấy động với một đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với sự ủng hộ quá lớn từ khán giả, nhóm nhạc đã quẩy hết mình với hai đêm đặc biệt. Bên cạnh đó, khán giả Việt cũng được chào đón hàng loạt sao ngoại từ Âu, Mỹ như Katy Perry, Charlie Puth hay ban nhạc đình đám thế giới Maroon 5. Ngoài các show diễn, không thể bỏ qua các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt trong năm 2023. Các nghệ sĩ đầu tư chỉnh chu hơn khi ra mắt các album chất lượng được khán giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao thay vì chỉ thực hiện MV. Cụ thể thì ca sĩ Văn Mai Hương tiếp tục kết hợp với Hứa Kim Tuyền ra mắt album Minh Tinh với một số ca khúc gây được tiếng vang như Mưa Tháng 6, Đại Minh Tinh, Martini. Vậy còn với Gen Z thì sao? Với album Vũ Trụ Cò Bay, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi thay đổi hình ảnh cô bé dân ca để tấn công mảng nhạc pop. Ngay khi vừa ra mắt, album đầu tay Ái của The Link hay Loi Choi của Green Evans cũng tạo được hiệu ứng ổn áp nữa nè. Trải qua một thời gian dài im ắng bởi dịch bệnh, 2023 có thể nói là năm trở lại mạnh mẽ của phim rạp Việt. Không ít dự án ra rạp và nhận về nhiều thành tích đáng nể. Nhà Bà Nữ của Trấn Thành là phim Việt ăn khách nhất năm 2023, đồng thời là phim có doanh thu cao nhất lịch sử vòng vé nội địa. Nhà Bà Nữ mang về 475 tỷ đồng trước khi rời rạp. Phim liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé, thống trị rạp Việt suốt mùa Tết Nguyên đán 2023. Nhắc đến Lật Mặt, ai ai cũng nhớ ngay đến series phim đình đám do đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà cầm trịch với Lật Mặt 6, Tấm Vé Đỉnh Mệnh. Phim đã mang về cho cặp vợ chồng đình đám 273 tỷ đồng, cao thứ 5 trong lịch sử phòng vé Việt. Đất Rừng Phương Nam mặc dù gây nhiều tranh cãi, song cũng hạ cánh tốt đẹp với doanh thu cao thứ 3 trong năm 2023, cụ thể là 140 tỷ đồng. Tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn quy tụ dàn diễn viên gồm Hứa Vĩ Văn, Trấn Thành, Băng Di, Huỳnh Hạo Khang, Mai Tài Phến, Tuấn Trần. Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và Chị MM2 là hai dự án xếp thứ 4 và thứ 5 về doanh thu, lần lượt là 122 và 121 tỷ đồng. So với các chương trình giải trí thông thường thì truyền hình thực tế 2023 dường như áp đảo hơn. Đáng nói là rất nhiều chương trình mới được ra mắt khán giả. Nếu như chương trình cũ có Ca Sĩ Mặt Nạ, Hai Ngày Một Đêm, Rap Việt, The Face Việt Nam, Việt Nam Idol trở lại sau 7 năm, thì những tân binh là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Rệ Nhất Mưu Sinh, Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, La Cà Hát Ca, Hành Trình Rực Rỡ, The New Mentor. Bạn thích chương trình nào nhất? Hãy để lại bình luận để Ibis được biết với nha. Sẽ thật thiếu sót khi không đề cập đến các đám cưới của sao Việt trong năm 2023. Đây cũng là điểm nhấn xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Linh Jin và Philip Nguyễn tổ chức đám cưới theo nghi thức của Công giáo tại Manila, Philippines hôm 23 tháng 3 năm 2023.
đám cưới của Puka Kim Tuấn Kiệt đã quy tụ dàn sao V-Biz hôn hậu ở tận 3 nơi luôn nè. Nào là Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Đồng Tháp của cô dâu Puka. Nữ diễn viên Phương Lan vừa qua cũng đã tổ chức đám cưới với chú rể Phan Đạt sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh. Và tối ngày 21 tháng 12 thì đám cưới diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi lên ý tưởng trang trí không gian với tông màu trắng chủ đạo cùng rất nhiều hoa tươi. Và cực kỳ nhiều sao Việt cũng đã tham dự đám cưới của nữ diễn viên xinh đẹp. À, mà nam cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa qua cũng đã tổ chức đám cưới linh đình cùng người đẹp Doãn Hải My nữa nè. Bạn còn biết đến sự kiện giải trí nào hot trong năm 2023 nữa không? Hãy cùng chia sẻ ở phần bình luận để Abyss được biết nhé. Và một lần nữa, chúng tôi những người làm chương trình xin gửi lời cảm ơn, tri ân đến tất cả những ai theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng trong tương lai, Abyss vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ quý vị và các bạn như thế. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp được phát sóng trên các nền tảng của Abyss.